Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút thứ bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kết công tác biên phòng năm 2022. Ninh Thuận mùa nước ván diều. Trưởng ban công tác mặt trận góp phần giữ bình yên thôn xóm. Bắt giữ đối tượng mua bán ma túy hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Năm 2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Lực lượng biên phòng chủ động phối hợp các lực lượng địa phương bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực biên giới biển, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh nhà, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển với các chương trình tiêu biểu như con đôi biên phòng nâng bước em đến trường, bò giống cho người nghèo nơi biên giới, hũ gạo tình thương. Tập trung lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của Bộ đội Biên phòng tỉnh, thực hiện nghiêm túc quy định của trên về tổ chức biên chế. Công tác huấn luyện xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Chủ động cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh ủy liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, tập trung xây dựng lực lượng ngày càng chính quy hiện đại, đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố lực lượng cơ sở, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện đề ra hàng năm, chủ động tham mưu phối hợp với các lực lượng cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển trong tình hình mới gặp nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, sức mạnh tổng hợp để thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, Hội đồng thi nâng ngạch công chức tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022. Đến dự có đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Châm Ma Lê Thị Thủy, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự kỳ thi có 61 thí sinh, trong đó có 34 thí sinh nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính, 27 thí sinh thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 12, các thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi gồm kiến thức chung, ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lâm Đông, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đề nghị các thành viên hội đồng thi, ban coi thi, ban giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, kế hoạch tổ chức kỳ thi, không để xảy ra vi phạm quy chế thi. Các thí sinh tham gia dự thi bình tĩnh, tự tin, vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thực tiễn và trình độ năng lực của bản thân, tập trung hoàn thành tốt các môn thi, đồng thời chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của kỳ thi. Khối thi đua văn hóa xã hội vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Năm 2022, các đơn vị trong khối thi đua văn hóa xã hội đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được giao. Công tác thi đua khen thưởng trong khối có nhiều đổi mới về phương thức, cách tổ chức, triển khai thực hiện, khơi dậy tinh thần tác phong lao động cần cù sáng tạo ở đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động. Ngoài ra, các đơn vị trong khối còn phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua chung như toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy định về trật tự an toàn giao thông, xây dựng Ninh Thuận xanh sạch đẹp, cải cách hành chính, chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 vì sự tiến bộ phụ nữ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân xem xét tặng cờ thi đua bằng khen cho 3 đơn vị xuất sắc. Đồng thời, đề cử Sở Lao động Thương binh và Xã hội là trưởng khối thi đua năm 2023. Vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2022, các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch tỉnh Ninh Thuận phục hồi tích cực và tăng trưởng khá. Giá trị gia tăng toàn ngành đạt 7.998 tỷ đồng, đạt 107,5% kế hoạch. Số lượng khách du lịch đến tỉnh cao nhất từ trước đến nay đạt 2,4 triệu lượt khách, tăng gấp 2,1 lần so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ngành du lịch tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ. Giao thông vận tải phục hồi và tăng mạnh, khối lượng hàng hóa và số lượng hành khách luân chuyển tăng lần lượt 36,4% và 220% so với cùng kỳ. Phát huy kết quả đạt được, tận dụng cơ hội, dư địa tăng trưởng của nhóm ngành thương mại dịch vụ, du lịch để thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh năm 2023. Tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết số 04 ngày 31 tháng 8 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2022-2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, xúc tiến, hợp tác du lịch, phấn đấu trong năm thu hút trên 2,7 triệu lượt khách du lịch, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong ngành tài chính, ngân hàng, viễn thông, du lịch. Chú trọng phát triển thương mại điện tử, thực hiện tốt chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tận dụng các cơ chế chính sách của Hiệp định Thương mại Tự do để thúc đẩy xuất khẩu, phấn đấu giá trị gia tăng toàn ngành dịch vụ đạt 10-11%. Thưa quý vị và các bạn, sở hữu nhiều bãi biển đẹp, nắng gió ổn định đã giúp Ninh Thuận trở thành địa điểm lý tưởng để du khách quốc tế trải nghiệm bộ môn lướt ván diều. Đến hẹn lại lên, khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm, du khách quốc tế đã trở lại Ninh Thuận, nhất là vùng biển Mỹ Hòa, huyện Ninh Hải để thỏa niềm đam mê lướt ván diều. Người dân và du khách gọi thời điểm này là mùa lướt ván diều. Biển xanh, cát trắng, hòa cùng những cánh diều thấp thoáng khiến cho vùng biển Mỹ Hòa thêm thơ mộng. Lướt ván diều là môn thể thao mạo hiểm sử dụng sức gió để cưỡi trên đầu ngọn sóng. Biển Mỹ Hòa, huyện Ninh Hải không chỉ hấp dẫn các ván thủ chuyên nghiệp mà còn là nơi thích hợp để người chơi thực hành những bài tập lướt ván diều đầu tiên do đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp đảm nhận. Tôi đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để chơi môn lướt ván diều và cảm nhận được rằng mình yêu thích nhất khi được đến trải nghiệm ở vùng biển này. Ba năm trước tôi đến đây để tập chơi lướt ván diều và bây giờ khi trở lại thì tôi đã chơi tốt bộ môn này. Tôi cảm thấy điều kiện nắng gió nơi này rất hợp với môn lướt ván diều. Theo nhận định của các vận động viên lướt ván diều, bờ biển Mỹ Hòa, huyện Ninh Hải là nơi thuận lợi nhất trong số các vùng biển của Việt Nam để lướt ván diều bởi sức gió lớn trải đều vào các ngày trong tuần. Nước biển không quá sâu, thuận lợi cho những người mới tập và vận động viên chuyên nghiệp. Trước đây, ở Mỹ Hòa chỉ có một cơ sở dạy và cho thuê dụng cụ lướt ván diều, thì hiện nay đã tăng lên 4. Loại hình du lịch này cũng đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bây giờ là thời điểm cao điểm của lướt ván diều tại Phan Rang, Ninh Thuận. Và tất cả các du khách nước ngoài và trong nước cũng tập trung và đang trong cái mùa lướt ván diều tại Ninh Thuận. Và sắp tới có một cái festival lướt ván diều Ninh Hải sắp tới thì bên em cũng đã chuẩn bị một số vận động viên và có mời một số vận động viên nước ngoài về để tham gia và trong cái hoạt động festival lướt ván diều Ninh Hải năm 2022 thì trong đó có nhiều nước châu Âu, châu Á. Du lịch trải nghiệm, mạo hiểm được xem là thế mạnh của Ninh Thuận trong thu hút du khách. Bộ môn như lướt ván diều đã đem lại nét thú vị riêng đầy khác biệt.
Sắp tới đây, chương trình tuần lễ lướt ván diều quốc tế và các sự kiện văn hóa du lịch Ninh Hải, Ninh Thuận năm 2022 được tổ chức sẽ là dịp người dân, du khách đến với Ninh Thuận để cảm nhận sự thú vị, cuốn hút của mùa lướt ván diều đầy màu sắc. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2022, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 90%, mũi 2 đạt 72,5%, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 65,3% kế hoạch. Mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt tối thiểu 80% trong tháng 12 năm 2022 đang đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân. Để đạt mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch số 5331 về phối hợp tăng cường triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong tháng 12 năm 2022, toàn bộ trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 18 tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế sẽ được tiêm chủng. Đối với trẻ đi học, tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch. Đối với trẻ không đi học, tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố lựa chọn. Đối với các trẻ đang điều trị nội trú, trẻ bệnh nền tại các bệnh viện, lập danh sách trẻ, kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại các tỉnh thành khác để tiêm chủng trước khi xuất viện. Thưa quý vị và các bạn, hộ lan là kết cấu của hạ tầng giao thông đường bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, được lắp đặt ở các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng người dân tự ý tháo gỡ hộ lan trên tuyến quốc lộ 1A lại tiếp tục diễn ra. Hành vi này không những vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch này. Đây là những hình ảnh do đơn vị quản lý và bảo trì đường bộ cung cấp. Vị trí tháo gỡ tại km 1535 950 thuộc địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Phần hộ lan bị tháo gồm một thanh hộ lan dài 6,32m và một trụ hộ lan cao 1,8m. Được biết, đây là lần thứ hai đối tượng này ngang nhiên tháo gỡ hộ lan bảo vệ đường bộ. Trường hợp này, Ủy ban Nhân xã cũng đã quyết định xử lý vi phạm hành chính. Đối với trường hợp này, 3,5 triệu đối với tự ý tháo hộ lan. Và sau khi tháo thì trường hợp này cũng đã tổ chức là khắc phục. Nhưng mà sau đó thì một thời gian khắc phục thì trường hợp này là tiếp tục là tái phạm, là tiếp tục là tháo cái hộ lan. Địa phương cũng đã tiếp tục lập hồ sơ và phối hợp với các cơ quan chức năng. Hiện nay đang vận động trường hợp này là hiện nay cũng đã cơ bản là đã tháo, đã lắp lại được cái hộ lan. Ngay sau khi nhận được thông tin về hành vi tự ý tháo gỡ hộ lan trên tuyến quốc lộ 1A ở huyện Thuận Bắc, Ban An toàn giao thông tỉnh đã kiểm tra và ghi nhận trên địa bàn huyện hiện có 7 vị trí hộ lan bảo vệ đường bộ bị tháo gỡ trái phép. Kiến nghị là Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp chỉ đạo cùng các cơ quan liên quan của địa phương đi qua có dự án đi qua quốc lộ 1 tuyên truyền vận động nhân dân ý thức về cái tầm quan trọng của hộ lan, còn để tăng cường là đảm bảo an toàn giao thông là phải là xử lý nghiêm các đối tượng tháo dỡ mà đấu nối trực tiếp ra quốc lộ 1 khi chưa có cơ quan chức năng cho phép. Trên quốc lộ 1A đoạn qua Ninh Thuận có chiều dài 64,4 km với thiết kế 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Vận tốc tối đa cho phép đối với xe ô tô từ 60 đến 90 km trên 1 giờ. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh, được lắp đặt 26.050m hộ lan tại các điểm thường xảy ra tai nạn, các đoạn đường công, đường đèo. Việc cá nhân tổ chức tự ý tháo gỡ hộ lan đường bộ là hành vi vi phạm pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra tai nạn giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng tại các vị trí hộ lan bị tháo gỡ trái phép.
Tối ngày 9 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang Tháp Chàm bắt quả tang đối tượng Trương Hiếu Đạt, sinh năm 1990, trú phường Đô Vinh đang tàn trữ một bịch ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trương Hiếu Đạt, lực lượng chức năng phát hiện thêm 41 bịch ma túy đá. Qua đấu tranh, Trương Hiếu Đạt khai nhận số ma túy trên Đạt mua của một đối tượng trên địa bàn huyện Ninh Sơn về sử dụng và chia nhỏ ra bán cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm để kiếm lời. Cơ quan công an cho biết, để đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng Đạt, lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng hoạt động rất tinh vi. Khi các con nghiện cần ma túy, Đạt không trực tiếp giao hàng mà đối tượng sẽ để tại một vị trí mà cả hai đã trao đổi và Đạt nhận tiền qua chuyển khoản. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục đấu tranh làm rõ các đối tượng có liên quan. Sáng nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bàn giao đối tượng Đặng Văn Vinh, sinh năm 1975, ở khu phố 5 phường Văn Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm cùng tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, Đặng Văn Vinh khai nhận đã tìm kiếm thông tin và liên hệ với người thân của những người đang bị giam giữ, điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật. Vinh tự nhận bản thân có nhiều mối quan hệ với cán bộ công an, có thể chạy án để người bị giam giữ được hưởng án treo hoặc tại ngoại và yêu cầu đưa cho Vinh số tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng để đối tượng chạy án. Nhưng sau khi nhận tiền thì Đặng Văn Vinh đã chiếm đoạt và sử dụng để tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 9 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt quả tang Đặng Văn Vinh đang nhận 20 triệu đồng để chạy án của một người trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đề nghị những ai là nạn nhân của Đặng Văn Vinh liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ Khối Cảnh sát phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, số điện thoại 02593 824 324. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt tình, trách nhiệm và tận tụy với công việc, ông Trương Quý, trưởng ban công tác mặt trận thôn Triệu Phong 1, xã Quán Sơn, huyện Ninh Sơn, luôn được người dân xứ đạo Triệu Phong yêu mến, quý trọng. Những việc làm của ông đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng và giữ gìn sự bình yên thôn xóm. Vừa xong công việc đồng án, người nông dân này vội vàng thay trang phục để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự, gần 6 năm nay, anh Tuyến phấn khởi vì những việc làm của mình đã góp phần đảm bảo trật tự xã hội tại địa phương. Tổ xung kích thôn Triệu Phong, chúng tôi cũng cố gắng hết mình, cũng giúp cho bà con một giấc ngủ bình yên trong làng xóm và thôn xóm, cho nó bình yên là chúng tôi rất vui mừng. Có điều kiện thì tham gia tổ tự quản về an ninh trật tự, không có điều kiện thì gương mẫu chấp hành các chủ trương của đảng, nhà nước, các quy định của pháp luật. Đó cũng là cách để những người giáo dân như ông Niệm đóng góp xây dựng xứ đạo bình yên và xây dựng nông thôn mới. Từ ngày có cái mô hình mà giáo sứ bình yên, cũng giống cái thứ là bên chính quyền, ban quản lý các thôn cũng như chính quyền ở xã đã thành lập được cái đội tự quản, thì chúng tôi là người dân thì rất là mừng và rất an tâm. Có được những chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân thôn Triệu Phong 1, không thể không nhắc đến vai trò của trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Trương Quý. Là người có uy tín trong đồng bào công giáo tại địa phương, ông Quý đã tích cực tuyên truyền bà con giáo dân ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình xứ đạo bình yên gắn với công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Ý thức biến thành hành động, nhiều năm nay, giáo xứ Triệu Phong được ghi nhận là địa phương không xảy ra các vụ trọng án, không có người vi phạm pháp luật hay mắc tệ nạn xã hội. Mình làm sao cho nhân dân được bình yên để phát triển kinh tế, làm sao cho nhân dân không có lo lắng nhiều về cái vấn đề an ninh trật tự. Từ đó chúng tôi cảm thấy bản thân mình là một người làm những công tác này, nó còn có giá trị đối với nhân dân. Không chỉ đóng góp trong đảm bảo trật tự xã hội, ông Trương Quý còn vận động nhân dân tích cực tham gia lắp đặt đèn chiếu sáng, tham gia giám sát chặt chẽ các công trình thi công tại khu dân cư, xây dựng thôn nhiều năm đạt thôn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3 đến 4%. Rồi chúng tôi nghĩ rằng là sau này mình phải cố gắng
thực hiện và giữ được cái mô hình này càng lâu càng tốt, càng bền vững hơn, để làm sao cũng cho các cái sứ đảo khác họ cũng nhìn đó, họ nhân rộng ra để cho các cái mô hình này nó phát triển hơn. Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết với công việc, mới đây ông Trương Quý được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình thời sự buổi 19:45 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.